Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay chuyên sâu cho các bạn. Thì để tiếp tục đến với cái series luận chỉ tay thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bàn tay của một anh đang sinh sống và định cư tại Mỹ về sự nghiệp và công danh. Thì ở đây anh ấy có cái đường chí đạo xuất phát từ bên trong cái đường sinh nạo, lại có cái hiện tượng giao thoa thì cho thấy bản thân là đôi khi nó sẽ thiếu cái chủ kiến, dễ bị người khác tác động, khả năng suy nghĩ dễ bị phân tán, thần kinh thì nhạy cảm, tính khí đôi khi thất thường, không tự kiềm chế được, dễ thay đổi, thiếu cái sự nhẫn nại. Mặt khác, đường chí đạo và đường tâm đạo nối với nhau. Đây, như hình chữ nhất này. Thì chủ bản tính của bản thân khá là cố chấp, dễ tự xem bản thân mình là trung tâm, xử lý mọi việc đôi khi quá tự tin vào chính mình, nhưng lại rất là giỏi về nhiều mặt. Giai đoạn từ 20 cho đến 35 tuổi thì đường chí đạo đóng khá là nhiều những cái vân hình tam giác ngược này và những cái vân đảo này. Đó, thì thể hiện rằng trong cái giai đoạn này là anh rất là dễ gặp những cái khó khăn trở ngại ở trong công việc cũng như trong cuộc sống, thì gây bất ổn, gây áp lực cho bản thân mình. Ngoài ra ở đây anh còn xuất hiện cái dấu thập. Nối đường sinh đạo và cái đường vận mệnh thì nó sẽ thể hiện rằng dễ có cái sự vay mượn nợ từ người thân nhưng không có khả năng đòi được. Nếu như bản thân mình không xử lý một cách lý trí và không có cái sự nhẫn nại thì rất là dễ dẫn đến những cái vấn đề về pháp lý kiện tụng. Trên minh đường cũng đã xuất hiện dấu chữ thập, nhưng dấu chữ thập này là chiếm 100% ở trên minh đường, tạo thành hình chữ V ngược lớn. Thì nó sẽ thể hiện rằng ở trong đời anh sẽ gặp cái thất bại lớn, gần như là phá sản do cái sự đầu tư của bản thân mình. Ví dụ như anh đầu tư 100 thì sẽ mất cả 100 triệu, do sẽ phụ thuộc vào cái sự đầu tư của bản thân mình. Ngoài ra, nó còn thể hiện rằng trong đời dễ có cái lần thập tử nhất sinh nhưng mà may mắn thoát được. Ở đây thì anh ấy có cái đường thiên di, thì nó sẽ thể hiện rằng anh ấy có cái số xuất ngoại hoặc là đi xa. Ngoài ra ở đây anh ấy còn có một cái đường mà gọi là cái đường di dân này. Đây ha. Thì nó cũng sẽ thể hiện rằng anh ấy có cái số định cư ở phương xa, không sống ở nơi sinh. Cái đường này ngoài cái mặt ý nghĩa của nó là đường di dân thì nó còn có một mặt ý nghĩa đó nữa, chính là cái đường trách nhiệm. Ví dụ như anh đã lấy vợ rồi thì ở trong cái cuộc sống gia đình thì bản thân anh sẽ phải lo hết tất cả mọi mặt ở trong cuộc sống, đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần. Còn nếu mà đang ở với người thân ở trong gia đình thì bản thân anh cũng sẽ phải như thế nha. Đó, đây là chính là cái ý nghĩa của cái đường trách nhiệm. Đường định mệnh xuất phát từ Gò Nguyệt đi lên. À, nó chia làm hai đường này. Thì nó sẽ thể hiện rằng anh ra đời lập nghiệp thì dễ có quý nhân trợ giúp, và anh bắt đầu cái sự nghiệp từ cái giai đoạn 24-25 tuổi khá là ổn định đây nhá. Và anh sẽ làm đến 42-43 tuổi, thì trong đó những cái giai đoạn như là 27 này, 31-33. Ba mươi lăm và 37 thì dễ có những cái khó khăn hoặc là thay đổi trong công việc hoặc là về cái vị trí địa lý. Từ giai đoạn 40 tuổi trở đi thì anh chuyển hướng sang cái sự nghiệp khác và sẽ làm đến khoảng chừng 52-53 tuổi. Ngoài ra thì ở đây anh cũng có những cái công việc khác hoặc là những cái sự đầu tư khác nha, mang đến cho anh những cái nguồn thu nhập phụ này đây ha. Như mình có nói lúc nãy, ở đây anh khá là đa tài đó. Ngoài ra anh có cái đường công danh xuất hiện từ khá là sớm, từ những cái năm 29 này, 30 tuổi. Thì nó sẽ thể hiện được rằng anh đã có được những cái sự thành công ở trong cái sự nghiệp được mọi người công nhận. Đường tài vận thì nó rất là rõ ràng rồi. Cái năm 34, 35 tuổi thì nó sẽ thể hiện rằng cái nguồn tiền tài của anh khá là vượng. Tuy nhiên từ 35 đến 40 tuổi thì nó không còn tốt như trước nữa. Và từ 42, 43 tuổi thì em lại thấy nó sẽ có cái sự thuận lợi trở lại này. Đó, nó có hai đường. Nhưng mà đến 48 tuổi trở đi thì lại bắt đầu có cái sự khó khăn. Ngoài ra ở đây là anh ấy có một cái cơ sở này. Khả năng là anh ấy sẽ mở một cái cơ sở nha. Nhưng mà ở đây cái cơ sở này là lại có cái đây dấu hiệu này thoát tài này đó.
cố lắm thì làm 3 thì chỉ giữ được một thôi nha. Đây. Và mãi cũng mãi mới giữ được ấy. Đó. Nếu như ai mà đang muốn đầu tư kinh doanh hoặc là mở cơ sở gì đó thì hãy thử xem ở trên tay mình. Nếu trên tay mình xuất hiện nhiều những cái đường thoát tài lớn và đậm thì mình khuyên là nên suy nghĩ lại nha. Vào các năm 30, 33, 34, 37, 39, 42, 43, 49, 50, 52 thì rất rất là dễ xảy ra vấn đề thất thoát về tiền bạc, thì nên hạn chế đầu tư hoặc là cho vay mượn vào các năm này nha. Ngoài ra ở đây thì anh cần phải chú ý khi chọn bạn mà chơi nha. Tại vì cái tướng của cái ngón tay út của anh này đấy, nó không có được đẹp, nó cong vòng lên và nó còn có cái hiện tượng là các khe của anh nó hở rất là lớn. Thì ở đây nha, bản thân anh không có giữ được tiền nha. Ngoài ra là bản thân mình tiêu xài nó cũng khá là hoang phí. Chơi với bạn thì rất dễ là bị bạn bè lợi dụng này, dễ bị phản bội này, dễ bị bạn bè chơi trên đầu trên cổ đó. Làm ơn thì mắc oán. Nhưng mà anh lại rất là cả nể này ha. Đôi khi chính vì những cái đây này, đó cái đường hướng xuống này là chính là thể hiện những cái đôi lần mình khá là cả nể, tin tưởng ha. Để rồi bị lừa đó. Ngoài ra anh ấy xử lý mọi việc á, thì đôi khi sẽ có cái phần nóng vội nha. Tại vì cái đường sinh đạo với cái đường chí đạo của anh ở đây này, nó bắt đầu nó từ khá là cao, từ cái gò mộc tinh. Những cái người nào có cái đường sinh đạo và cái đường chí đạo bắt đầu từ khá cao ở trên cái gò mộc tinh á, thì người ta xử lý mọi việc đôi khi là hơi hấp tấp, vội vàng nhưng mà lại rất nhạy cảm với thời thế đó. Ví dụ như là nhiều khi người ta biết nhìn xa trông rộng á. Đó. Về gia đạo cũng như là cái sức khỏe của mình. Ở đây anh có cái đường sinh đạo này rõ nét này ha. Tuy nhiên cái đoạn đầu thì nó hơi bị cắt một chút xíu nha. Đó, gò kim tinh rộng thì nó sẽ thể hiện sức khỏe của bản thân nó khá là tốt. Tuy nhiên thì anh cũng cần phải chú ý đến một số các vấn đề nó sẽ liên quan đến dạ dày. Thận này, vấn đề liên quan đến sức khỏe của đàn ông á ha, như là trực tràng này, gan này, sỏi mật này, tiết niệu, bàng quang, mỡ máu này, huyết quản tim mạch này, đôi khi suy nghĩ nhiều này ha, đó, suy nghĩ nhiều này, nhức đầu này ha, đốt sống cổ cong này, đó gây đôi khi dây lên tình trạng thiếu máu lên não gây mệt mỏi này. Đốt sống lưng này. Bên đây cũng có hiện tượng về dạ dày này. Trên đường sinh đạo này xuất hiện một cái tam giác này ha. Dễ có sự đụng chạm giao kéo cơ thể ít nhất là một lần nhé. Các nạn khó khăn trở ngại thì nó sẽ vào các năm 6 cho đến 10 tuổi này ha. Đây là cái giai đoạn cái đường sinh đạo nó bị đứt thì nó sẽ thể hiện có cái nạn. Một là sức khỏe không tốt, hai là có cái nạn suýt chết nha. 16 cũng nạn nặng này ha. 20 này. Có thể là vấn đề tình cảm nha. 30, 49, 53. 30 này. 49, 53. Từ 60 cho đến 70 tuổi trở đi thì sẽ có cái sự đây, thay đổi đáng kể ở trong cái đời sống tinh thần nha. Nốt ruồi ở trên đốt thứ hai của ngón cái thì phải lưu ý sẽ có cái tai nạn bất ngờ có thể liên quan đến tay hoặc chân. Về gia đạo ở đây anh có cái ngón trỏ kề và hướng về ngón giữa thì thể hiện anh nhận được nhiều cái sự yêu thương quan tâm từ gia đình ruột thịt. Tuy nhiên ngón trỏ mà quá cong thì chủ anh em trong gia đình dễ bị phân tán, ví dụ như là ở xa nhau á, không có ở gần nhau, người miền này hoặc là miền miền khác, ở tỉnh này hoặc là tỉnh khác. Ngón giữa và ngón áp út kề vào nhau. Đó. Thì nó sẽ thể hiện rằng anh và cái người bạn đời sẽ luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên ở đây cái ngón giữa quá nghiêng về ngón áp út, có xu hướng hơi bị bi lụy trong vấn đề tình cảm. Người mà có cái ngón tay giữa mà quá cong như vậy thì cái vấn đề về tình cảm rất là dễ gặp cái sự trắc trở cũng như là cái khó khăn. Mà cái đốt thứ ba của cái ngón áp út to hơn cái ngón giữa thì chủ trong cuộc sống hôn nhân thì anh sẽ thường lép vế hơn so với cái người bạn đời của mình. Ngón út quá cong và cái khe hở nó lại quá là lớn thì chủ dễ có khoảng cách địa lý với con cái, duyên phận con cái mỏng manh thì nó sẽ không tốt được cho cái vấn đề về con cái nha.
Về hôn nhân và tình cảm thì ở đây anh có cái đường tâm đạo này, nó khởi đầu là như những cái hình đuôi phượng này, thì nó sẽ thể hiện rằng anh có cái duyên được người khác để ý và yêu thích. Tuy nhiên lại xuất hiện quá là nhiều những cái nhánh mà nó hướng xuống những trước những cái năm 20 tuổi này này, thì thể hiện anh sẽ bắt đầu cái chuyện tình cảm của mình từ khá sớm, tuy nhiên nó lại không được thuận lợi. Các nhánh đậm hướng về đường chí đạo này. Đó. Đây là những cái đường tình cảm dại khờ, nó thể hiện rằng trong cái vấn đề tình cảm thì anh khá là bi lụy này. Ngoài ra rất là dễ đưa ra những cái quyết định sai lầm để rồi khiến cho bản thân mình phải hối hận. Những đường nhánh mà nó hướng xuống như vậy thì nó sẽ còn thể hiện rằng bản thân rất là dễ bị người thứ ba xen vào phá vỡ, dẫn đến chia ly, hoặc nó sẽ thể hiện rằng anh dễ bị đối phương phản bội. Bản thân anh có 4 đường hôn nhân. Đường hôn nhân hay còn gọi là đường nhân duyên nhé. Một đường nhân duyên nó khá là mờ dưới đây này. Đây nhé. Đó. Thì trước cái năm 20 tuổi thì nó thể hiện rằng cái đường tình cảm thời niên thiếu. Một cái đường hôn nhân từ 22 cho đến 24. Một đường từ 25 cho đến 28. Và một đường ngoài 30 tuổi. Người có nhiều đường hôn nhân ngoài thể hiện được cái sự thu hút được nhiều người khác giới để ý, thì nó còn thể hiện rằng nếu như mà bản thân không lựa chọn và kết hôn đúng thời điểm thì rất là dễ gãy gánh. Nên dù kết hôn ở giai đoạn nào đi chăng nữa thì anh cũng phải cân nhắc cho bản thân mình. Do từ 35 tuổi trở đi, đây, từ cái giai đoạn mà 35 tuổi trở đi là cái khúc này. Cái đường tình cảm của bản thân mình nó khá là xấu, rất là dễ xảy ra những cái sóng gió trong tình cảm này, bất đồng quan điểm này, tâm trạng thường không ổn định, mà nó ruồi ở trên cái gò kim tinh này nè. Đó. Thì nó sẽ thể hiện rằng dễ bị phụ tình hoặc là bị phản bội như lúc nãy em có phân tích và chia sẻ trở lên đó. Bởi vì cái tướng tay này, cái ngón út đó thì nó khá là xấu, nên bản thân mình cũng phải chú ý về vấn đề này nha, không nên dễ tin người. Xét một chút về cái tính cách của anh á, thì ở đây anh có cái lòng bàn tay hình vuông. Người có lòng bàn tay hình vuông thì sẽ thể hiện được cái sự lạc quan, thích hoạt động, không chịu ngồi yên hay ra khỏi nhà, thích hành động theo bản năng và làm theo những gì bản thân mình cho là đúng. Đầu các ngón tay hình bầu dục thì chủ về sức sống, lòng tiến thủ, tính độc lập và cái sự sáng tạo. Thích đi đây đi đó, thích hoạt động. Tuy nhiên tướng ngón tay cong. À, tất cả các tướng ngón tay đều cong hết. Dễ uốn thì nó sẽ thể hiện rằng dễ thích nghi hay đổi ý, phào phóng, nhược điểm là dễ lầm đường lạc lối trong cuộc sống nếu tâm không hướng về những cái điều thiện lành. Ngón tay cái to là người có can đảm, có nghị lực, sống có lý trí. Tuy nhiên ngón cái lại chưa đạt được độ dài tiêu chuẩn, thì chủ ý chí yếu, thiếu nhẫn nại, đôi khi tiêu cực, không lạc quan, dễ xử sự theo cảm tính. Đốt thứ nhất của ngón cái so với đốt thứ hai ngắn hơn thì chủ có phán đoán, xử sự theo lý tính, nhưng do quá thận trọng và hay nghĩ cho bản thân nên thiếu đi cái sự quyết đoán, thiếu kiên nhẫn, thiếu tự tin, khả năng thực hiện chưa có tốt. Ngón giữa nghiêng về ngón áp út thì dễ có cái năng khiếu về nghệ thuật, tuy nhiên nếu quá nghiêng thì cuộc sống sẽ khó khăn về công danh và chuyện tình cảm rất là lận đận. Đốt thứ ba của ngón giữa thiên về lý tính, càng dài thì cái tôi càng lớn, làm việc có nguyên tắc, dục vọng cao, mơ tưởng xa, đôi khi không thực tế. Ngón trỏ nghiêng về ngón giữa thì chủ dễ buông xuôi theo số phận, kém cái sự đấu tranh, lập trường dễ bị lung lay, thiếu chủ kiến. Ngón trỏ dài, đủ tiêu chuẩn thì thể hiện có năng lực chỉ huy, lãnh đạo khá là tốt. Ngón áp út đủ cái độ dài tiêu chuẩn thì chủ giỏi xã giao, quan hệ xã hội tốt, có khiếu về nghệ thuật, óc thẩm mỹ tốt. Ngón áp út dài hơn ngón trỏ thì chủ có cái lối sống dĩ hòa vi quý, thích ứng cao với mọi hoàn cảnh sống, ham làm để có công danh, có sự nghiệp, đôi khi có thể quên ăn quên ngủ về công việc. Ngón út ngắn hơn đốt thứ nhất của ngón áp út thì chủ sống chan hòa, tốt bụng, ít nói, thường ít bộc lộ tính cách ra bên ngoài, dễ khép mình, tỏ ra khó gần nhưng thực ra nội tâm dữ dội, hiếm khi tham gia các hoạt động bên ngoài tập thể, nên đối với người mới quen thì họ nghĩ bạn khá là dè dặt và khó gần. Chính cái sự rụt rè e ngại sẽ khiến anh mất đi nhiều cái cơ hội của cuộc đời. Anh đặt kỳ vọng rất cao vào những cái người mà anh tin tưởng, nhưng khi không được đáp ứng thì không giấu nổi cái sự thất vọng. Anh biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, trung thực nhưng đôi khi bướng bỉnh, nhiều lúc cực kỳ cứng đầu, không phân biệt đúng sai.
Trong tình yêu thì nồng nàn, sôi nổi, sẵn lòng làm mọi việc vì người mình thương, nhưng chịu đè nén nên không được thoải mái, thành ra chuyện hôn nhân cũng vì thế mà khó hạnh phúc. Đốt thứ ba của cái ngón út dài thì hiệu suất làm việc tốt, quan sát nhạy bén, sáng suốt, ham học, giỏi tùy cơ ứng biến, khả năng thành công cao. Ngón út ngắn thì chủ quan hệ xã giao với bạn bè dễ bị thua thiệt, dễ nóng nảy, tức giận, nói bừa, nói càng, ít chịu làm nô lệ cho đồng tiền, vất vả ở trên đường đời. Ngón tay út cong thì thường chỉ ra cái sự né tránh ở những cuộc đối đầu, thế nhưng trong hầu hết các trường hợp, anh ít sợ hãi đối đầu mà chủ yếu vì mong muốn giải quyết mọi việc trong hòa bình. Gò hỏa tinh cao thì dễ nóng nảy, khe hở các ngón trỏ và ngón giữa thì thể hiện không câu nệ tiểu tiết, không muốn bị quy luật ràng buộc, tư tưởng tự do và mạnh mẽ, không thích bị người khác can thiệp hay là phê bình. Khe hở của ngón áp út và ngón út thì cho thấy theo chủ nghĩa tự do, tự tin, tính cách quá học, thích giao du, chi tiêu tùy tiện nên kiểm soát để tránh bị lợi dụng. Đây chính là cái tính tách qua cái tướng bàn tay của anh. Thì ở đây chỉ khuyên anh là đôi khi bản thân mình bớt cái tôi lại, bớt cái sự cố chấp lại thì cái vấn đề về tình cảm của mình nó sẽ tốt hơn. Thì video của mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt các bạn.